Câu gì nữa mà câu, anh thấy nó quá trời luôn, còn câu gì nữa? Nó cuốn, tầm 9 giờ, 9 rưỡi vậy. Để sớm vậy? Một cái 9 rưỡi 11 mà xếp bóng này quá nè. Giờ đưa tới nhà là tới 12 giờ. Có rồi con, nó xếp bóng này tới mấy tiếng ngồi á. Nó nói chiều vậy chứ giờ em mệt lắm. Giờ em hỏi đâu. Hôm bữa em lủi ruộng luôn. Không, bây giờ tôi về sớm á.